Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ theo chân vợ mình đi make up. Tại vì có nhiều bạn hỏi là không biết vợ mình làm gì. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn biết sơ qua công việc của vợ mình là làm mẫu make up. Mắt lúc nào cũng sưng, mẫu ảnh. Chụp PR sản phẩm, tất cả mọi thứ. Hôm nay mình sẽ thử đi theo chân cô ả xem là nói như nào. Chào mọi người. Chờ mách tôi đi ăn không ạ? Đói quá. Và tối hôm qua uống bia, uống rượu nhiều, bây giờ sáng mặt sưng phù lên này. Đi mách này nói chung là nhờ vào nhiều gặp mẫu xinh vậy. Không được quay. Tôi đang ở đầu đường, tôi đi ăn bánh mì. Bánh mì ở đây ngon phết. Đến nhà hơi đắt. Tại vì là một ổ bánh mì ấy. Một bánh mì bình thường tầm khoảng 20 đến 25 nghìn thôi. Là bánh mì ở đây, bánh mì chả trứng rơi khoảng 35 nghìn. Nếu mà party có cả party nữa là 50. Đắt lắm. Tôi phải ra đây tôi ăn xong rồi tôi uống nước, tôi ngồi chờ, tại vì là lâu lắm và thời gian mất. Nếu mà học viên mất thì khoảng 6 tiếng 7 tiếng. Còn nếu mà hôm nào mất kỹ nhá, mất kỹ mà được chủ cửa hàng mất thì rơi cũng vào khoảng 3 tiếng 4 tiếng, phải ngồi chờ món nước đít thôi. Đi là để thể hiện tình yêu với vợ, còn không đi á thì bảo đấy anh như là ngày kia mà ôi cái gì nhỉ, vợ tôi còn dẫn chứng là câu chuyện là thấy hai cái người kia yêu nhau thật, xong mà tại sao biết, xong mà vợ tôi bảo là cái thằng kia là nó đi theo cái con bé này đi theo làng, nó đi ngồi làm mẫu, ngồi cả tiếng ngồi đấy chờ kiểu như thế, xong kiểu đá mình như cáu thực sự. Thế hôm nay tôi đi là các ông ạ, tôi đi để thể hiện tình yêu của tôi với vợ tôi đấy, không mệt lắm. Chờ nha, chờ bánh mì ra một tôi quay cho các ông xem bánh mì ở đây. Tôi không đang nghĩ, không biết làm gì trong 6 tiếng nữa. Có thể là bây giờ về nhà cũng không dám về, mà nhà cách đây có 200 mét thôi. Hôm nay về nhà trời dỗi. Nói như em đi dưới không em không ơn. Mày lắm. Dự định của hai vợ chồng của tôi hôm nay sẽ là đi quay trong này. Quay trong nếu mà tầm 3-4 giờ thì sẽ về nhà nghỉ ngơi một tí. Nếu mà tầm 4-5 giờ là chiều là vợ chồng tôi bắt đầu đi ra Hồ Tây chèo thuyền. Đi chèo thuyền với thằng cu em đấy. Và vợ tôi đi làm này cũng vất. Một ca là mấy tiếng nhỉ? Đấy, một ca trung bình là bét đi. 6 tiếng.
6 tiếng mà được rồi. Thì trong đó có những hôm mà bị kích ứng keo dính mi ấy, nên là mắt nó sưng húp lên, xong là phải nghỉ mất 2 hôm 3 hôm, xong là đi khám, xong là đi chữa bệnh, mua thuốc chữa bệnh, tốn kém lắm, xong rồi về thì lại kêu đau lưng. Nãy giờ mới được 1 tiếng thôi, làm thì 5 tiếng nữa. Ở đây có một ông được xem các bạn, bù láo. Vâng, vâng ạ. Cháu uống nước vậy. Lại ra đây tôi uống nước, tôi cho bọn tôi. Nóng quá, hôm nay phải ba mấy lâu để xem nhiệt độ. Cũng vừa nhưng mà đông quá mình sợ, mình sợ ở đấy mình làm ảnh hưởng đến công việc của họ ấy. Ngồi ở ngoài này thì nóng. Tê Luca mấy trăm, đây là 86 Trung Phụng. Bạn ở Hà Nội biết là đường Trung Phụng này là nó là cái đường mới mở, thì nó ở trên đường xã Đàn rẽ vào, còn nếu mà từ Khâm Thiên ấy đi vào thì rẽ vào ngõ Cống Trắng, thì rẽ vào là đến đường Trung Phụng. Tôi ngồi 1 tiếng rồi, bây giờ là 11 giờ, bây giờ nhỉ, bây giờ 11 giờ 15, lại vẫn đang chờ vợ tôi quay, vẫn chưa xong, anh nhầm, mách vẫn chưa xong. Bây giờ vào xem là mách đến đâu rồi. Nghe nói hôm nay là làm một cái concept có vẻ đẹp, là cũng có thuê máy này máy kia cái thứ đến quay, xong rồi đấy, đại loại thế. Bây giờ vào xem vợ làm nhỉ. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Tôi vừa về nhà các ông ạ. Tôi vừa về nhà để tôi sạc pin, với cả là sạc pin, với cả lấy một hộp sữa cho vợ. Đi làm mẫu này thì make up xong rồi là không được ăn đâu, chỉ được uống sữa thôi. Mà có hôm ấy bà ấy đi làm về tối rồi, tối muộn rồi bà ấy đi làm về, xong là bà ấy đói, bà ấy lả ra, bà ấy bảo anh ơi em đói lắm, tay em run hết lên rồi, tay em run hết lên rồi. Thế là lại bắt đầu lại đến lượt mình đi mua đồ ăn, không để nấu cơm. Đi làm này trung bình đấy, như mình nói lúc đầu ấy là tầm khoảng 6 tiếng, 6 tiếng nếu mà có những cái lâu thì khoảng 7 tiếng 8 tiếng. Bây giờ là đang ở đây 5 năm Hồ Ba Mẫu, thì bây giờ đi lên tầng 2, lên chỗ studio, lên đấy xem bà ấy chụp ảnh. Đây này, thấy chưa? Ok chưa? Lên nhá, đi lên xem nhá.
just stuff you never meet, yeah. Sáng nay bọn mình bắt đầu từ 8 rưỡi dậy để ăn sáng mọi thứ. 9 giờ bắt đầu thì bây giờ đang là 2 rưỡi, buổi quay 6-5 tiếng thì mới kết thúc, khá là mệt. Rồi bây giờ đã đi về thôi, nghỉ ngơi. Đây, thanh niên chủ sĩ đây, hôm nay là tốn mất nửa ngày mình rồi, chỉ đi theo léo đéo. Thế mình thấy mình đi làm việc vất vả như thế nào? Ừ, vất vả. Rồi, video này là hết lúc. Rồi, chào mọi người đi này. Bye bye, tạm biệt. Chào mọi người nha. Hẹn mọi người gặp lại những video tiếp theo. Chào.